Đây là tiếng nói Việt Nam. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khoan khoan, cho tôi biết chuyện gì mới xảy ra không vậy à? Anh chào em, anh chào em. What the hell? Đông em. Nhặt đàn lên. Nhặt đàn lên. Ủa cái thằng này. Đốt. Mở cửa ra cho anh, nhanh. Rồi. Tôi nghe nói là hôm trước kẻ địch đến chiếm coi như là làng Việt Nam, có nhiều súng ống, thanh lọ lẫn hunter đều bị giết, nhưng mà tôi thì vẫn là nằm ngủ say trong cái khách sạn này. Thành ra là tính mạng tôi chính là nhờ các anh em Việt Nam mà đến bây giờ vẫn còn sống. Để xem là còn ai trong dân làng còn sống hay không. Khổ, vắng tanh như chuột bà đanh, chết hết rồi, không ai còn sống. Cháu ơi, đây là cháu dẫn ta đến chỗ người nào còn sống đi, dẫn ta đến chỗ người nào còn sống đi cháu. Ồ, ôi dồi, Hoàng Minh à? Ôi dồi, khổ. Thì dân làng đang ở đâu cháu ơi? Dân làng đang ở đâu? Khổ. Dân làng đang ở đâu cháu? Toàn các cháu bị câm hết thôi. Mẹ, khổ. À đây, bao trưởng đây. Ôi, tình hình nào ơi? Hai phong phủ nào rồi? Khai phong phủ nào đây? Thì tôi thấy đó. Sao? Khai phong phủ cái móng nó còn cũng không còn. Tôi qua khách sạn đỡ luôn rồi. Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau. Cái móng cũng đéo còn á? Thế thì đéo là tường thành co như đây mà, thế sao đây? Đúng rồi. Thế à? Đúng. Bọn nào? Đến giờ không còn một cái móng hơn khai phong phủ luôn. Sở cảnh sát bị phá à? Thế này có chết từ không cái chứ. Vâng, sở cảnh sát của em bị phá rồi. À thế à? Ui giời. Mà qua đây thì ta được ở chung với em Trang thì cũng đỡ tuổi. Đâu em Trang đâu, em Trang đâu, ai chung ở chung với em Trang? Em Trang nào? Anh ơi, có xây khai phong phủ nữa không? Hả? Khai phong phủ em nên biết đó được không? Em nghe anh nói đây này, có một cái định luật ý. Nơi nào có bao trưởng, nơi đó có khai phong phủ. Quá chuẩn luôn. Cho nên là em không cần phải hỏi nhiều. Chỗ đó có khai phong phủ, không có khai phong phủ. Cái gì vậy trời? Ok. Lạnh quá chết. Cái điều trên đây. Con mẹ. Bao đại nhân làm sao để, này? Để em vô chơi đốm lửa. Mẹ khô chết há mẹ nó cả mồm ra rồi. Đéo hiểu. Đéo hiểu. Ở sao nữa hả? Ôi Trang à. Ôi, chán kì, em có phải là Trang không? Ủa? Đây, đây anh ơi. Đây Trang đây ạ. Trang mặc mối sơ chiêng đây gì? Tao lạnh quá tao chết. Trang ơi. Anh kia nó mồm quần áo rồi anh trời. Em có phải là cái bạn ở trong group không? Bạn xinh xinh trong group đúng không em? Đúng rồi anh. À thế à, thế em sinh năm bao nhiêu? Em đến từ đâu? Em có người yêu chưa? Em sinh năm 99, đến từ Nam Định chưa có người yêu. Trang sinh năm 99, năm nay là 18 tuổi, hả? Ủa, 19 tuổi chứ, quen 20 tuổi chứ, quen 20 rồi. Sang server mới nhá. Trang có người yêu rồi. Có yêu rồi à? Dám nói phép anh, chuẩn bị sang server mới sẽ tính sổ với em. Chuẩn bị sang server mới đi. Chơi lại thì sao, chúng mày đi chơi với gái thì cũng suốt ngày đi cùng một đứa còn gì. Đúng này. Đúng rồi, ủa anh em Hoàng Trần phát biểu câu hay quá. Mẹ, thật, chó lại chê mèo lắm lông. Gớm, chết. Anh em cũng suốt ngày đi chơi với con ghệ anh em, khác đéo gì tôi. Anh em lại còn chê là chơi đi chơi lại. Đúng, hợp lý. Câu comment có thật là quá chất của bạn này Hoàng Lê. Hoàng Lê nhất thống chí ạ. Ôi chào em. Hello. Em, hello.
Hello? Where are you from? Hello anh. This người Việt à? Rồi ok. Hello anh Dũng. Ừ chào em. Rồi. Ôi giỏi rồi. Thôi thì ở đây có thung lũng rộng như này thì anh em mình xây nhà thôi em, còn đợi cái đéo nữa. Hôm nay chả có cái vẹo gì này, khéo chế đồ đi tàn sát mẹ đi cho nó sướng kìa. Này thật, cầm bố đồ đi mà giết nhau. That's a good idea. Thật, xây nhà béo nhỉ? Tôi nghĩ là đéo xây nhà nữa. My server quay rồi. Đéo xây nhà nữa anh em ạ. À, tôi sẽ xây đấu trường. Anh em mình vào giết nhau. Rồi hôm nay sẽ là ngày đấu trường em ạ. Chứ đéo có gì sắt. À, các em ơi bây giờ đi kiếm gỗ kiếm đá về cho anh để xây đấu trường nhá. Ở đây có một cái thung lũng rất là đẹp. Mình sẽ đi ra chỗ này mình xây đấu trường. Đây có một cái thung lũng cực kỳ đẹp, cực kỳ hợp để xây đấu trường ở đây. Anh Dũng ơi. Ơi xây đấu trường đi anh ơi. Đây 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 đây, bọn em đi lấy gỗ lấy đá về cho anh. Cái gì chứ để em thiết kế cho. Đây là sân chơi của anh. Cái chỗ nào vắng nhà đi anh. Đây là sân chơi của anh nhá. Ở đây đông quá. Không có đông biết cái gì sắt. Ngày mai quay server mẹ nó rồi thì đông mới là vắng cái gì. Đầu tiên sẽ là khu vực thi đấu. Server này x3 cho nên là farm rất sướng, anh em thể yên tâm. Server x3 là farm nhanh lắm. Ví dụ như bình thường chúng ta được một gỗ thì ở trong này được chúng ta được 3 gỗ. Thì chết mẹ xây hỏng mẹ rồi, vừa vào. Làm nào phá được cái khốn nạn. Các em ơi phá giúp anh cái này xây hỏng rồi. Mẹ phá giúp anh các em ơi. Cái này này. Em đập đi. Phá cho anh đéo phá được. Sao để em xây cho, để em xây. Em đừng có vớ vẩn. Quyền xây là quyền của anh. A few moments later. Khu vực có khu vực khán đài cho anh em xem. Ôi anh em ơi, anh chết đói đây rồi. Anh chết đói quá, cho anh ăn không? Kỳ lạ thật. Anh chết con mẹ nó đói rồi. Đây 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 đây. Ôi đây là đây là đây đây đây. Ôi cảm ơn em. Rồi cảm ơn em. Cho anh hòn đá đi bắn được em ơi. Anh có phải là người máy đâu bắn đá. Có người bắn anh ơi, 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 có bình tĩnh. Các em bình tĩnh để anh ra nói chuyện. Để anh ra, anh Ambassador ra anh nói chuyện. Của em cứ ở đằng sau để anh ra nói chuyện với cả bạn ý. Alo, I'm from Vietnam. We want to pick. Want to pick. Not good. Ok. Make love not good. I'm Dũng CT. I'm Ambassador of the Vietnam Community in this server. Please don't use AK giảm thanh tu bắn us. Ok. Rồi có đi rồi anh em ạ. Thôi rồi không bắn đâu. Tốt rồi đấy. Ngon rồi. Có nhớ chưa? Có máu mặt ra nói chuyện là mọi thứ nó êm xuôi ngay. Chồng ăn cướp, chồng ăn cướp. You what? Thằng nào ấy? Thằng nào vừa mới lên giờ đấy? Các em ơi. Cái thằng này này tiến Playgun nó bảo là anh ăn cướp các em ạ. Thằng đầu chọc cái này. Bố mày ban mày. Rất bố láo. Dũng ăn cướp à. Dũng ăn cướp à. Bố láo bố lêu. Rồi ok cảm ơn các em. Rồi. Thế đéo nào có thằng nó dám xây đầu trước cạnh tranh đầu trước của anh các em ạ. Bọn em sẽ phá ngay cái đầu trước của hôn đạn. Nó dám xây nó cạnh tranh đầu trước của anh. Thôi chết rồi. Chúng nó láo quá. Lấy ai cho phép tôi dám xây dựng không có giấy phép. Ai cho phép xây? Bắn nát bóng nhà ra cho anh. Bố lão bố lêu. Ờ sao em? Chú ơi nhà của Black Sơn ạ. Nhà của ai không cần biết tại sao dám xây là cạnh tranh với đấu trường của chúng. Rồi. Ăn quá nén luôn ơi. Ôi cái này đúng là cái đấu trường. Đúng là cái đấu trường ở Ý đấy. Nó còn bị hỏng, nó còn bị sập bẽ mất một phần. Khổ. Dám xây đấu trường cạnh tranh. A few minutes later. Thôi bỏ mẹ tôi rồi. Bắn loa AK AK AK. Đâu để Ambassador sao nào đâu rồi đây. Ai có semi bắn lại nó kia semi nào. Cút đi. Kinh lắm. Cút 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 cút. Khổ. Chỗ đấy cả xuống gặp xương mẹ rồi.
anh Dũng ở đây có vấn đề. Chúng đâu rồi? Chúng nó hướng nào em? Chúng nó hướng nào? Đông bao. Cái gì đây? Để anh ra, để anh ra, để anh ra nói chuyện. Cái gì đây? Anh nói cái gì đây? Bán đoán bán bán. Có ai đói? Khổ đéo chịu được. Đi ra xe tiếp đi. Em có thể đem ra chỗ đó giúp mẹ em ơi. Đâu anh Trực đâu rồi? Anh em mình ra này, chứ mẹo đi anh Trực ơi. Tôi comment đi. Anh có biết nó chỗ nào không? Đó tao. Anh em mình ra đi, mới sợ đéo đi. Nó hướng nào anh em ra, mẹ muốn thằng hòn đá vào đầu chết mẹ. Chẳng ta là tạp chết mẹ đó. Thật thằng láo, thật giam bô láo bô lêu. Đâu? Em đéo biết. Em đéo biết. Sợ đéo có anh Dũng đây rồi. Thật. Sợ đéo đi. Sợ đéo gì? Mấy giờ phải sợ? Người yêu cô nào chế được cung nhá. Mẹ tôi cứ xeo vần. Tao chuẩn. Tao chuẩn. Tao chuẩn ấy. Ủa con mẹ nó. Đây đứng đây xung chế một cái. Sao đâu. Server lag quá anh Trừng đéo chịu đổi. Mặc vào. Ông ơi tôi hỏi tao để bắn bằng sắt à. Hoa đồn chân. This là thằng nào đây. Nó bắn chết anh rồi. This. Magic cờ quát đi an kin yu yu dịch i96ntt mẹ thằng Magic cờ quát đi an nhá. Hình như đứng ở trên gác kia nó bắn hay sao ấy. Hello hello ama don't shoot hello anybody here don't shoot me please. I'm the ambassador of the Vietnam community. Don't shoot me, okay? I know you are in this trap. Please don't shoot, okay? Please don't shoot me. God, I can't hold on. Ambassador, đéo ăn thua gì. Tôi thật với game này khéo về mẹ nó server cũ. Server này lag lắm, đéo chơi được. Đây, tôi bảo các anh em. Đây, các anh em biết về đúng không? Chào các anh em. Đếp. Anh em ơi. Anh em đừng rát chỗ làng Việt Nam anh em nhé. Làng ở X8 Ý. Có rát Việt Nam đâu. Dạ, chào anh. Rồi đây, các anh em đếp đang phản hồi lại này. Ok anh không rát đâu. Rồi thế ạ. Ok cảm ơn các em. Vào nói chuyện cái là mọi thứ đỗ ok ngay. Đấy. Cho tôi đi. Anh Trưởng đi với em nhá. Anh em mình đi. Ừ. Em có quần áo đẹp không được anh của anh còn sang ơi. Cho nó có phong thái sang nhà các bạn đi trông cho nó gì nào. Dù sao con đại diện của ngôi làng người Việt. Ừ. Cho anh xin cái quần áo cái ăn mặc toàn cởi chuông cái chân như này thì làm sao đéo gì. Đi tôi qua tôi chỉ nhục thấy mẹ. Cho xin cái quần. Ủa cái gì quần cái sơ chiên cái khổ. Eventually. Đâu cái gì đây. Bòn áo đây anh ơi đây anh ơi. Mũ mão đàng hoàng rồi. Ủa nào để xem nào. Hey wait a minute. Ủa trên người tôi đang có đầy đủ quần áo à. Thế thì anh vứt đồ cho anh Trưởng đây anh mặc đây. Hổ. Mặc vào anh. Hả? Ông xe chỉ luôn kim ông đưa giả mũ cho anh ba Trưởng đây. Đây hổ nhìn đi đâu đây. Đây rồi anh Trưởng đây rồi. Chụp đi cho anh, trực thăng chụp đến đói anh em mình để về coi như là... Như bộ trưởng bộ lạc. Bộ trưởng bộ lạc Việt Nam đi đâu quá. Dân tộc. Cái gì đấy? What the fuck? This... Ai hết dây sơn sử dụng mẹ thuốc nổ. Thằng ai hết dây sơn nhá. Giết nó ạ. Mở cửa cho anh em ơi. Ủa anh em sao nha. Mặt dạng ồn quá. Đéo anh em vô chút quèo hết luôn. Chạm. Anh Dũng em có cái này cho anh đi đàm phán nè. Cái gì? Để đàm phán đi. Đâu? Đàm phán đâu có gì. Nhanh đưa nhanh. Đây là cái gì? Đây là cái gì em? Cô nhà. Ôi con mẹ chạy đi. Ôi đi. Đi.
đâu xin rồi, bom xin rồi. Tao lại nhân vật gì nhỉ? Chứ đéo đâu. Nổ, nổ. Chứ sao đéo nổ? Bom xin rồi. Nổ, nổ, nổ. Sao đéo nổ? Nổ. Nổ chưa? Nó nổ chưa? Nổ mà, từ từ. Nó có đéo đâu. Nổ chụp bao chữ rồi. Ơ? Có anh ơi, có không? Không nổ. Có nổ đéo đâu. Xin rồi. Xịt mẹ bom rồi. Rồi, bom xịt mẹ vừa cho anh. Bom xịt rồi, bom đẻ rồi. Ôi mẹ. Anh em rồi. Này đi xịt. Bỏ tay. Gần nhá. Gần dưới đây gặp rồi. Xịt. Đâu mắt thứ hai tôi xịt là gắn lần được tôi muốn xịt chứ. Thật tưởng xịt cơ mà. Cái đéo nào nhỉ. Anh bao chữ anh kêu đi, có giường ở bên bên team deck rồi. Mình kêu đây, bạn deck các bạn đi làm giường cho mình rồi. Rồi. Nào. 300 giây lận mà. 300 giây quá? Sao anh biết? Ừ. Chết 200 lần. Hơn 200 lần rồi sao không biết. Tao quen quá rồi. Có thật là 300 không đấy? Không tin giờ tôi đọc ông chết cho ông thử coi là. Kem ơi, anh phải chết xếp bao chuẩn luôn nhá. Anh phải chết là xếp bao chuẩn luôn cho anh. Kem chết luôn. Chết luôn. Chuẩn. Giờ làm sao? Chuẩn. Em giết cho. Chết 200 lần cũng giết cả hai luôn. Giờ làm sao? Giết anh đi các em ơi. Chỉ trong vòng. À đây, team deck đây. À rồi, rồi, chào tất cả các chào tất cả các anh em ở team deck. Ôi giời ơi. Ừ. Chừng đâu rồi? Báo chừng đây rồi. Các em hãy mở cửa cho anh chừng anh ra đây cái. Ừ, rồi. Chào anh. Ừ, rồi, chào tất cả các anh em. Rồi, chào tất cả các anh em. Chừng đâu rồi? Nghe tiếng loanh quanh ở đây mà có thấy đéo đâu. Ờ rồi chào bạn banana rồi. Ê, thôi không cần cẩu đầu chạm đâu rồi anh em nhá. Từ từ bao chuẩn bị tu red được bắn chết mẹ rồi. bao chuẩn chết bị tu red à. Đi sao em không làm cho bao chuẩn cái giường ở ngoài này lại làm trong đấy khổ thân bao chuẩn. Chuẩn ra chưa, ra đây khổ chuẩn đâu rồi. Rồi, nhanh lên. Rồi, ra rồi. Đâu, chuẩn đâu? Chuẩn ra rồi, 15 giây. À rồi, ok, rồi. Anh chuẩn. Ôi, bao chuẩn có bộ quần áo đen. Đúng lúc của bao thách thiên mẹ rồi. Bộ đồ có thể đẹp nhất từ trước đến giờ. Rồi, bây giờ như thế này. Bây giờ Nhân có tất cả các anh em team deck ở đây. Mày có tôi với cả bao chuẩn là đại diện của làng Việt Nam. Thì... gần đây là cũng có một số sự cố, có thể nói là tôi nghĩ là chắc là có sự hiểu lầm đôi bên. Nên là anh Trưởng, anh có gì anh đỡ lời giúp em. Đúng cái nhá, em mà triển chiêu chỉ quen giết nhau không quen nói năng. Hả? Rồi nói chung là anh thì anh không biết là anh không nhớ là làng Việt Nam ở chỗ nào, nhưng mà thôi về thì ở đây thì anh có nhớ coi như là thôi thì team mặt deck của bọn mình là để cho làng Việt Nam được xây nhà. À, bọn em đừng rát ở cái khu làng Việt Nam nhá. Đấy, bây giờ lượt anh nói đi. Anh em mình không thêm thù. Thiệt lành. Ông nào chết đây? Thêm bạn không thêm thù. Rồi, tiếp tục. Hello anh em rất điểu. Đúng vậy. Nói đi, đừng có nói. Chúng ta đều là người Việt Nam. Rồi. Chúng ta là bạn. Chúng ta đều là người mang trong người dòng máu của Việt Nam. Trong máu đỏ đỏ ra vàng. Không giết người Việt Nam như vậy. Thù quán cá nhân thì đem ra ngoài. Thù quán cá nhân. Con dân của đảng Cộng sản. Không quán đánh cà mau đồng bằng bắc bán. Rồi. Đảng Cộng sản đang cầm sống lưng mày nghe. Ngày nào ta cũng vô ta phải xét xử kiện cáo đây kia. Ta mệt lắm không biết không?
Mấy chắc à, nó phải là đấy cho nên là thôi anh bao chừng thì nói hơi nhiều nhưng mà bao chừng thì nói hơi nhiều nhưng mà kết lại cái điều của tất cả anh và bao chừng ở đây là đều chỉ muốn là make love not war. Cho nên là bọn em hãy để cho coi như là ngôi làng Việt Nam coi như là được xây dựng cho nó thoải mái khổ. Không có anh em cứ xây lại bị phá. Đấy thì anh chỉ có nhờ như thế thôi. Thế thì bây giờ các anh em ở bên team deck có thấy có đồng ý không? Hay là anh em có yêu cầu gì hay là như thế nào? Thì anh em chổng đít lên. Chổng đít lên. Jesus Christ. Chổng đít lên à? Chổng đít lên. Thôi thế anh em mình chổng ra thôi được. Vì bá tánh anh chửng ạ. Vì bá tánh. Chửng chổng chổng đít là được. Chổng á, bao chổng. Đây chổng, đây anh chổng ở đây. Rồi. Bao chổng. Bao chổng. Bao chổng. Cái quân ra, cái quân ra. Cái quân ra. Chổng ơi. Cởi quân ra. Cởi quân ra. Lên. Khổ đéo chịu được. Tại cũng xin. Rồi đấy, bây giờ các anh em muốn làm gì thì các anh em làm đi. Mà cái thằng sạc bao chuẩn này đâu phải như vậy. Được chưa? Các anh em đã đút sướng đút đủ chưa? Khổ lắm. Mỗi đứa làm cái đi. Đây anh em làm đi nè. Công làm, công làm đi. Tất cả vì bá tánh đi. Chưa bao giờ tao bị giục giả như vậy. Nào làm nó đi. Tất cả là vì bá tánh. Rồi được rồi, đấy thì bọn tôi đã làm theo đúng những yêu cầu của các anh em rồi. Bao trường anh đứng thẳng người lại, anh có đứng thẳng được không? Nghe nói là khi vừa bị đút và đít xong còn đéo đứng thẳng được. Anh thử xem có đứng được không nào. Có chuẩn bị gù lưng rồi. Lưng ta cong luôn rồi. Đấy thì thôi, từ bây giờ là mong là các anh em đét, anh em các anh hòa bình nhá. Rồi hòa bình rồi, vâng, ký kết hòa bình. Tôi xin trân trọng tuyên bố hòa bình. Rồi. Thôi, các anh em rách kỳ le để hòa bình rồi. Khổ, hòa bình rồi. Ok, ổn chưa? Đấy, tốt rồi, bây giờ đít thì các em cũng đã đút rồi. Đít trắng của anh lẫn đít đen của bao đại nhân là các anh đã đút rồi. Bây giờ thì thôi, cho phép anh với cả bao chuẩn có nhà về lại ngôi làng của Việt Nam. Ừ. Về thôi anh ơi, mình thành công rồi. Đi về thôi. 12 seconds later. Cứu thôi anh, chứ còn đi về đéo được. Cứu thôi. Anh em đi xem nhau thôi. Đúng rồi. Các tránh ra để tôi với cả bao trưởng để giải quyết vấn đề với nhau. Bệnh. Ông lão ông. Bây giờ là sao? Điếc một chương khô nước tinh của chúng nó mà đã. Lão với tôi à? Đi chiêu này. Xoay đèn cho tôi cái game ơi. Quân tử giả tôi. Lão. 10 năm chưa muộn. Ông chết rồi. Đi chiêu của ông. Ông lão này. Tôi chưa có ông nhớ cái lúc mà đà phán thôi nhá. Ông nghĩ gì? Ông nghĩ gì? Ông nghĩ gì? Ôi giời ơi. Tưởng thế đau. Bấm máu đứng lại ăn bấm máu. Cổ lão bốn liều. Cục đá ra ngoài. Chết đi rồi còn về nhà. Cục đá là đâu vậy? Đây bắt trưởng. Giặc mẹ nó cục đá. Đá đằng sau. Bây giờ anh em mình đứng áp sát vào tường để cho các bạn đi tử hình để anh em mình còn về lại nhà cũ. Chào. Đứng giữa vào tường để tử hình về nhà. Đi lại anh ơi. Thôi. Bạn hãy đứng vào tường đi để các bạn giết mình về làng nào. Nhớ lên. Các bạn bắn đi nhá. Tôi với lại bao đại nhân đã về đây. Khách sạn 5 sao đây rồi. Hiệp định ba gì? Ờ, hiệp định ký kết xong rồi. Hiệp định ba gì? Ờ, hiệp định đã ký kết xong rồi. Hòa bình gì anh? Hòa bình ơi. Hòa bình rồi em ạ. Hòa bình rồi. Hòa bình rồi. Nhưng mà cái đấu trường em cũng nó cũng đã sập rồi anh ơi. Ờ, chỉ em xây lại đi. Cái chuyện đã cũ rồi chúng ta bỏ qua. Chúng ta đi đến cái thời kỳ mới em có hiểu không? Chúng cứ kêu ca nhiều làm gì em? Nhớ. Mở cửa cho anh. Ô trong ngày vui đại thật. Đây là tiêu đề gì đâu. Anh em đi giải quyết thôi chứ đéo nữa.
Thôi. Những cái lúc mà đéo có việc gì như này là chúng ta giải quyết với nhau thôi. Còn đợi cái gì nữa? Ông ơi. Sao? Đằng sau có gì kìa. À nào, ông bị lừa tôi à? Đằng sau có gì kìa. Ông đừng có bố láo. À. Chừng nha. Khôn lắm. Em chặn cửa. Đúng rồi, anh muốn anh em chặn cửa. Đúng rồi, em chặn cửa. Sao thế? Tao chuẩn bị vấp chết mẹ rồi còn đâu. Trời lạnh anh ơi, trời lạnh, trời lạnh. Ờ mà có anh em nào lấy thức ăn về đây ăn tí đi khổ. Tao chuẩn chết tụi bay ăn mà ra. Thằng nào lấy nhanh thế? Anh ơi, có 20 thằng anh hỏi biết nào anh. Anh xuống rồi. Bác Thuận ơi, anh em mình chạy thi xem thằng nào sang bên kia trước không? Sao thằng nào sang bên bên kia trước không? Chạy thi không? Chạy. Đứng về cái vạch đích ở vạch ở đâu kia? Đi. Đi về. Vô. Đi về cái vạch đằng kia. Rồi. Anh em tránh ra hả? Anh em tránh ra bọn tôi thi chạy để xem. Để tao phục thù. Thằng nào thua sủa gâu gâu nhá. Tụi với. Đếm đến ba giúp bọn tôi nhá. Thằng nào thua sủa gâu gâu nhá. 1 2 Ủa, số thấy mẹ đó. Trời ơi. Bà mẹ rồi ông con. Ừ. Ai ông ơi, kinh vậy. Con mẹ. Bắt kéo chịu được. Tiếc con. Ờ, rơi tại nước rồi. Ờ, ông bây giờ quăng rượu. Ai ơi, đem đau mấy. Chơi cả đá. Ờ, nhặt mẹ đá rồi. Ờ. Rồi. Bây giờ ông có sủa gâu gâu. Nhớ quên. Ông còn chưa, ông ném nốt đi. Nào bây giờ sao? Em ném á. Bây giờ như nào? Hả? Hả cái gì? Đau vậy? Bây giờ như... sao cái gì? Ôi ông, sổ đi. Hả? Hả? Đâu có làm gì đâu. Đi, bây giờ... bây giờ muốn sao? Bây giờ... Chú đảo ơi. Bây giờ chơi biết lên chú đảo. Nào. Tôi đã rút cái này ra rồi. Ây á! Bây giờ như nào? Gâu! Gâu! Rồi, tốt! Ngoan! Chào các anh em! Tôi ao đây! Hunter ơi! Cho tôi Hunter! Đâu rồi? Ông đâu rồi? Bye bye! See you again! Bye, server!